Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu cho mọi người một khu vườn mini ha, một khu vườn mini. Đây, mọi người thấy nhìn thấy đây. Mọi người nhận ra chưa? Đây là cỏ sữa lá lớn đó mọi người ha. Đây là cỏ sữa lá lớn. Đây. Còn nữa. Ở đây là một loại rau ha. Ta gọi là rau tràng đồng ha. Ok. Tiếp tục. Đây. Đây là cái cỏ băng chậu. Ok. Còn đây ha, mọi người nhìn thấy cây đây. Đây. Đây là hoa trinh nữ hay gọi là cái hổ thẹn đó mọi người ha. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ làm bài thuốc với cái hổ thẹn này. Rồi, ok. Bây giờ xin mời mọi người chúng ta vào việc chính thôi. Sở dĩ mà nó có cái tên hổ thẹn á, thì bây giờ tôi sẽ tiến hành làm cho mọi người xem ha. Đây, mọi người thấy nhìn cây đây. Đây ha, cây này nó bình thường ha. Bây giờ chúng ta đụng nó nè. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, đụng nó cái là nó co quắp lại liền. Đó, tôi nghĩ vì thế cho nên nó mang cái tên là hổ thẹn ha. Mọi người nhìn thấy cây đây. Đây, ok. Đó, tiến hành đụng luôn vậy. Thấy chưa? Đó, nó co quắp lại liền. Nó hổ thẹn. Mắc cỡ mọi người ha. Vậy thì tùy theo vùng miền thôi nhá. Tùy theo vùng miền mà chúng ta có nhiều cái tên khác nhau. Ok. Vậy thì tôi gọi là cây mắc cỡ đỏ ha, cây mắc cỡ đỏ. Còn có một số vùng người ta gọi là cây hổ thẹn. Vậy thì tùy theo vùng miền cho nên cái tên nó được thay đổi ha, cho phù hợp. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tiến hành làm bài thuốc từ cái cây gọi là hổ thẹn hay là mắc cỡ này cũng được, không vấn đề gì. Do là đang quay phim ở nơi có cái đường xá đi lại cho nên đôi khi cũng có một số tiếng xe, cho nên mong mọi người thông cảm ha. Tôi cố gắng sẽ nói rõ, nói chậm, nói rõ cho mọi người hiểu. Rồi ok. Vậy thì cái này có một cái tác dụng rất là quý, đó là nó có khả năng ức chế thần kinh trung ương ha, ức chế thần kinh trung ương, cho nên nó sẽ trị bệnh cho mọi người ha, trị bệnh cho mọi người rất tốt ở cái bệnh là đau nhức xương khớp ha, đau nhức xương khớp và tay chân tê bại. Ngoài ra nó còn có tác dụng là trị được cái bệnh mà mất ngủ cho mọi người, rất là tốt, rất là tốt. Tôi thì tôi cố gắng làm bài thuốc thì chọn những nguyên liệu gần gũi với mọi người, dễ tìm để cho chúng ta có thể làm bài thuốc một cái cách là hiệu quả. Ok. Nhưng trước tiên ở đây tôi muốn xin giới thiệu với mọi người về một cái tác dụng quý của nó. Đó là dùng cái cây mắc cỡ này ha, hay là cây hổ thẹn này, chúng ta trị được cái bệnh gọi là bệnh trĩ ha, bệnh trĩ. Ok. Bệnh trĩ lâu năm luôn, cũng hết luôn. Ok. Bây giờ mọi người chú ý nha, tôi sẽ chia sẻ bài thuốc ha, chia sẻ bài thuốc cho mọi người. Chúng ta sẽ tiến hành làm bài thuốc. Vậy thì bài thuốc trị bệnh trĩ á, thì chúng ta sẽ dùng cành ha, dùng cành và lá của nó. Sau khi chúng ta đã thu hoạch được rồi, chúng ta dùng một nắm thôi. Một nắm cỡ vừa vừa phải thôi ha. Một nắm vừa thôi. Ok. Thì chúng ta phải về sơ chế sạch sẽ, có nghĩa là chúng ta phải là tiến hành rửa qua nước muối loãng, rồi sau đó chúng ta rửa lại bình nước lọc để cho ráo nước. Ok, khi đó thì nguyên liệu chúng ta sạch sẽ rồi. Đó. Chúng ta sẽ cắt thành từng đoạn ngắn ngắn ra. Chúng ta cho lên một cái chảo ha, bắt lên bếp, bật lửa lên, rồi chúng ta tiến hành xào vàng. Ok. Chúng ta xào vàng, bật lửa vừa vừa thôi nha mọi người. Mọi người đừng bật lửa lớn quá. Mọi người bật lửa lớn quá đôi khi cái nguyên liệu chúng ta nó sẽ bị khét á. Chúng ta sẽ bật lửa vừa vừa thôi, chúng ta xào vàng. Khi nó vàng rồi á thì mọi người cho tôi một cái miếng vải ha, một cái miếng vải sạch lót ở dưới nền ha, mọi người lót ở dưới nền. Lót dưới nền đất nha mọi người, lót dưới nền đất á. Mọi người tiến hành đổ hết cái nguyên liệu này ra ngoài cái miếng vải đó, để khoảng 3 đến 40 phút để cho cái nguyên liệu nó khô đi. Nó nguội đi ha, để cho cái nguyên liệu nó nguội đi. Vậy thì cái phương pháp này người ta gọi là xào vàng hạ thổ. Vậy thì sau này nếu như có một số bài thuốc mà tôi chia sẻ cho mọi người gọi là sao vàng hạ thổ, thì mọi người nhớ cái cách làm này.
chúng ta tiến hành là rang ha, gọi là sao vàng, cho nó vàng vàng đi. Rồi mọi người tiến hành cho một miếng vải sạch lót ở dưới nền đất á, mọi người đổ cái nguyên liệu ra thì để như thế nó ngồi tự nhiên. Người ta gọi là sao vàng hạ thổ, phương pháp này trong đông y rất là hiệu quả ha, rất là hay dùng, cho nên mọi người chú ý cái phương pháp này gọi là sao vàng hạ thổ. Ok, sau khi chúng ta đã sao vàng hạ thổ được rồi ha, thì chúng ta dùng cái nguyên liệu đó chúng ta cho vào một cái bát. Cái bát nha mọi người, cái bát to to một tí xíu ha, cái bát to tí xíu, không phải là bát ăn cơm nhỏ đâu, cái bát to tí xíu đó. Chúng ta cho vào đó một cái chén rượu trắng, cho vào đó một chén rượu trắng ha, rượu trắng, rượu gạo ha. Mọi người chú ý nha, chúng ta dùng rượu gạo, không dùng bất cứ rượu công nghiệp hay rượu gì, chúng ta sẽ dùng rượu gạo ở đây. Vậy thì mọi người cho vào đó một chén rượu gạo cho tôi. Rồi mọi người đem chân cá thị ha, đem chân cá thị. Cái cách chân cá thị thì rất là đơn giản. Nếu như nhà chúng ta có một cái nồi lớn lớn một tí xíu, chúng ta để một cái chén hay là một cái bát ở dưới, chúng ta lật ngược lại ha, chúng ta để cái chén thuốc của chúng ta ở phía trên, sau đó chúng ta tiến hành chúng ta đổ nước cho ngập lên cái phần chén dưới thôi ha, cái phần cái chén mà kê làm cái chân ở dưới thôi đó. Mọi người cứ tiến hành đậy nắp lại và đun, thì chúng ta sẽ dùng cái hơi nước đó chúng ta chưng cái nguyên liệu của chúng ta, gọi là chưng cá thị. Vậy thì ở đây cũng là một phương pháp hay dùng trong đông y, cho nên mọi người chú ý ở khoảng này đó, chưng cá thị là như thế. Ok, bây giờ khi chúng ta chưng cá thị thì đến khi nào được đây ha, mọi người nhớ thăm chừng, khi nào cái nước rượu mà chúng ta bỏ vô cái nguyên liệu mà chúng ta đã sao vàng á, chúng ta nhìn cái chén thuốc của chúng ta đó, khi nào cái nước nó chuyển sang màu vàng sẫm là được. Ok, mọi người cứ chưng rồi canh chừng giùm tôi ha, khi nào cái nước nó chuyển sang màu vàng sậm là được. Mọi người dùng cái nguyên liệu đó, mọi người rây lọc ra ha, bỏ cái xác đi, mọi người dùng cái nước đó, mọi người chia làm hai lần uống trong ngày, mọi người nhớ kỹ nha, mọi người chia làm hai lần uống trong ngày. Ok, vậy thì trong vòng một tuần ha, một tuần thôi, thì có nghĩa là mọi người uống 14 lần thuốc ha, 14 lần thuốc, thì cái bệnh của mọi người nó sẽ hiệu quả, hay là nó triệu chứng của nó sẽ giảm rõ rệt luôn ha. Nhưng mọi người cố gắng dùng bài thuốc này từ 1 đến 2 tháng để chi ta ha, để cho cái bệnh của chúng ta khỏi hẳn, khỏi tiệt gốc luôn, và phòng tránh cái bệnh trĩ nó quay trở lại đó. Người nào bệnh trĩ thì nói chung xấu hổ lắm ha, khó khăn lắm ha. Cho nên mọi người cố gắng áp dụng giùm ha, bài thuốc này rất là hiệu quả đối với những người bệnh trĩ, kể cả trị lâu năm luôn ha, những người bệnh trĩ lâu năm cũng hết. Nhưng liệu trình của nó hết và ngăn ngừa tái phát phải là từ 1 đến 2 tháng, nhưng hiệu quả của nó sẽ thể hiện ở trong một tuần, đúng một tuần, 14 lần uống thuốc. Ok, vậy thì bài thuốc thứ nhất tôi đã chia sẻ cho mọi người rồi ha, đó là bài thuốc trị bệnh trĩ ha. Bây giờ chúng ta sẽ đến bài thuốc thứ hai, đó là nó sẽ trị được cái chứng mất ngủ cho mọi người, hay là nó dùng một cái bài thuốc gọi là an thần cho mọi người đó ha. Những người nào mất ngủ, khó ngủ, trằn trọc gì đó, thì chúng ta sẽ dùng bài thuốc từ cái cây sấu hậu này mà chúng ta làm ra bài thuốc à, đơn giản thôi nhưng rất hiệu quả. Ở đây chúng ta có hai cách làm, đúng chưa? Chúng ta sẽ có hai cách làm ha, mọi người nhớ kỹ nha. Cách thứ nhất chúng ta sẽ dùng là cành và lá của nó ha, cành và lá của nó ha, cành và lá của nó. Thì cành và lá của cây sấu hậu này chúng ta dùng một cái lượng là từ 6 đến 12 gram ha. Chúng ta sắc đoạn ngắn ngắn ra. Mọi người nhớ cái khâu sơ chế nha, chúng ta không được bỏ qua khâu sơ chế đâu, sơ chế phải sạch sẽ. Ok, rồi cắt đoạn ngắn ngắn ra, rồi chúng ta cho vào ha, cho vào một cái vật dụng nấu nước uống á, chúng ta cho vào đó là khoảng 2 chén nước, chúng ta sắc lại còn một chén thôi, chúng ta uống trước khi đi ngủ, uống trước khi đi ngủ. Thì bài thuốc này mọi người sử dụng chừng 5-7 lần thôi. Thì mỗi ngày chúng ta sử dụng chỉ có 1 lần thôi, cho nên mọi người sử dụng 5-7 lần thôi, thì mọi người sẽ cảm thấy rằng hiệu quả của nó tuyệt vời đến mức độ nào. Ok, đó là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai thì mọi người sẽ kết hợp với một cái loại gọi là thần dược ha, thần dược cho những người mất ngủ. Đó là cái lá vong nem ha, cái lá vong nem. Rồi tôi sẽ để hình ảnh cho mọi người xem. Ok, cái lá vong nem ở đây tôi tìm chưa ra ha, tôi tìm chưa tìm được, có thời gian thì tôi sẽ tìm được thôi. Lá vong nem. Ok, vậy thì cái lượng chúng ta dùng như thế nào đây? Chúng ta sẽ dùng là 3 gram ha,
30g, 30g cành và lá. Ok, mọi người nhớ kỹ nha, 30g cành và lá cây sấu hậu này. Chúng ta đem sơ chế rửa sạch sẽ gì đó, cắt ngắn ra, sao vàng. Chúng ta cộng với 15g cái lá vong nem ha, 15g lá vong nem. Lá vong nem ở đây chúng ta không cần phải sao vàng, chúng ta để dạng tươi luôn. Chúng ta dùng cái dạng lá của nó ha. Mọi người nhớ chọn cái lá vong nem á, mọi người chọn những cái lá không sâu bệnh nè. Rồi những cái lá non á, chúng ta dùng làm rau mà ha, nó là một dạng rau ha. Chúng ta dùng như một dạng rau vậy đó. Thì mọi người kết hợp hai cái nguyên liệu này lại, sau đó mọi người sắc nước uống trong ngày, sắc nước uống trong ngày. Lượng của chúng ta tôi xin nhắc lại là 30g, 30g cành và lá cây sấu hậu này. Rồi 15g, 15g cây phong nem. Nhưng mà đặc biệt ở cái sấu hậu, cây sấu hậu này hay là cây mắc cỡ này, chúng ta sẽ tiến hành sao vàng đi ha, sao vàng đi, rồi chúng ta kết hợp với cái lá phong nem. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành sắc nước. Chúng ta bỏ vào đó 3 chén nước, chúng ta sắc còn 1 chén. Mọi người cũng uống trước khi ngủ cho tôi ha, trước khi đi ngủ mọi người dùng bài thuốc này cho tôi thì rất là hiệu quả. Đặc biệt là cái phong nem nó được gọi là cái cây là thần dược của những người mà gọi là mất ngủ kinh niên luôn ha, trằn trọc khó ngủ à, dùng cái lá phong nem rất là tốt. Nhưng khi kết hợp với cây mắc cỡ hay là cây hổ thẹn này nè thì cái lượng chất của nó được tăng lên rất là nhiều lần ha, tăng lên rất nhiều lần. Bởi vì bản thân riêng lẻ hai cái loại cây này nó đã có tác dụng trị chứng mất ngủ rất là tốt rồi, nhưng mà khi kết hợp lại thì mọi người cứ hiểu đi ha, tác dụng của nó sẽ nhân lên rất là nhiều lần. Ok, rồi bây giờ sẽ là bài thuốc ha, gọi là bài thuốc đặc biệt của nó ha, bài thuốc đặc biệt của nó trị là đau nhức xương khớp ha, đau nhức xương khớp, tay chân tê bại. Ok, rồi vì bài thuốc đặc biệt chúng ta chuyển qua một cái khung hình khác hoành tráng hơn ha. Đây, mọi người có thể nhìn thấy đó, hoành tráng hơn chưa. Đây đó, hai bông ba bông luôn, bao đẹp luôn. Ok, đây nụ của nó đây mọi người ha, trái của nó đây ha, đây trái của nó đây, đây mọi người nhìn kỹ nha, trái của nó nè ha, thân của nó màu đỏ đúng không, hoành tráng chưa. Bài thuốc này là bài thuốc quan trọng nhất của nó đây, cho nên phải chuyển qua một cái khung cảnh cho nó hoành tráng hơn. Ok, rồi bây giờ tiến hành chia sẻ bài thuốc với mọi người đây. Chúng ta mà bị là đau nhức xương khớp hay là chân tay tê bại thì chúng ta sẽ dùng cái cây sấu hậu này mà chúng ta trị thôi. Ok, vậy thì ở đây tôi nhắc lại cho mọi người nha, ở đây bài thuốc này chúng ta không dùng cành và lá, chúng ta dùng cái phần rễ của cái cây này. Chúng ta dùng cái phần rễ của cây này. Sau khi chúng ta đã dùng được cái phần, đã thu hoạch được cái phần rễ rồi á, thì mọi người cũng sơ chế sạch sẽ cho tôi ha. Sơ chế sạch sẽ xong, mọi người lấy cái phần rễ đó thái mỏng ra đó, thái mỏng ra. Rồi mọi người sẽ đem sao vàng cho thơm lên ha, sao vàng cho thơm lên. Lượng chúng ta dùng ở đây đó là chúng ta dùng 120g cái rễ của cây sấu hổ này ha. Rồi chúng ta sẽ cho vào đó, khi mà chúng ta sao vàng thơm rồi đó thì chúng ta sẽ cho vào cái dụng cụ nấu thuốc 120 ha, 120g rễ sấu hổ đã thái mỏng sao vàng, và cộng vào đó 600ml nước ha, 600ml nước. Mọi người đun lên sắc cạn lại, cô đặt lại còn 200 ha, còn 200ml thì mọi người chia làm hai lần uống trong ngày thì sau thời gian cũng khoảng là 5-7 ngày thôi thì mọi người sẽ thấy cái bệnh đau nhức xương khớp của mọi người nè, rồi tay chân tê bại nha, nó sẽ rất là hiệu quả ha. Bài thuốc này là bài thuốc đặc biệt rất là hay ở cái cây sấu hổ này. Vậy thì những gì tinh túy nhất về cây sấu hổ tôi đã chia sẻ hết cho mọi người rồi ha, cho nên mong là mọi người xem video ha. Rồi nếu mà cảm nhận được những cái tinh túy hoặc là dùng bài thuốc nếu mà hay thì nhớ để lại ý kiến dưới phần comment của video này, nhớ chia sẻ giùm ha, chia sẻ giùm cái lợi ích về cái cây sấu hổ này cho nhiều người cùng biết. Ok, rất rất cảm ơn mọi người đã dành thời gian để theo dõi video của tôi. Ok, tôi sẽ cố gắng chia sẻ đến cho mọi người nhiều cái bài thuốc hay từ những cái cây thuốc trong vườn nhà của mọi người thôi ha, không đâu xa hết.
đơn giản, dễ tìm nhưng hiệu quả ở cái mức cao nhất. Ok, bây giờ xin chào tạm biệt. Rồi, hẹn gặp lại mọi người ở những cái video tiếp theo. Ok.